Dạ vâng, thì lần đầu tiên cho shop phụ kiện BCB giá rẻ của bên em có một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác có cái niềm đam mê chơi BCB trên mọi miền của Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay shop em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu về cho các bác một số cái dòng laser để các bác chơi, các bác gắn BCB này, hoặc bác nào mình chơi ná cao su, súng cồn, súng chế mình đều có thể lắp được các bác nhé. Để bác nào đang muốn tìm hiểu những cái bộ laser bình dân, từ hàng bình dân tới hàng cao cấp thì các bác có thể tham khảo cái video này của em. Thì em sẽ lại đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết và báo giá công khai luôn cho các bác nhé. Đấy, thì đặc biệt trong video này em cũng có một cái đơn hàng thanh lý cho các bác. Đấy, hàng này thì cứ mỗi lần có hàng thanh lý thì em lại thanh lý luôn cho các bác những cái hàng như này. Đây là một cái laser con dán. Laser con dán này thì gửi đi khách không nhận thì em lại cho hoàn về. Thì em sẽ thanh lý ở cuối video cho các bác nhé. Với mức giá thì vô cùng là rẻ các bác nhé. Đấy, những cái hàng thanh lý này thì cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, thì em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết và em sẽ báo giá công khai luôn cho các bác. Ở cái mẫu đầu tiên của em thì là một cái mẫu hết sức rẻ rồi. Đây là một cái mẫu laser mini. Đấy, laser mini này là sử dụng pin cúc áo các bác nhé. Sử dụng pin cúc áo đây. Ở đây là pin cúc áo này. Đấy, mỗi lần dùng là sẽ dùng 3 quả. Thì các bác mua thì đi kèm thêm cho các bác là quá 3 quả pin nữa nhé. Pin cúc áo này về hết thì các bác có thể ra những tiệm bán đồng hồ. Pin này thì cực kỳ là rẻ rồi, chỉ vài nghìn một quả thôi. Hai cái lục. Lục này thì để cho các bác này chỉnh lên xuống này, chỉnh sang trái và chỉnh sang phải các bác nhé. Đấy, khi các bác lắp lên cây củ của mình có thể căn chỉnh một cách dễ dàng nhé. Dây kẹp thì sẽ có dây 11 hoặc là dây 20. Bác nào dây nào dùng dây nào thì các bác dùng cái dây đấy. Còn bác nào mà chơi kẹp nòng thì các bác phải bảo em. Đấy, thì bên em sẽ gửi riêng cho bác cái kẹp nòng. Vì cái loại này thì phụ kiện của nó sẽ không đi kèm cả kẹp dây cả kẹp nòng các bác nhé. Đấy, laser mini này tia thì cực kỳ là mảnh các bác rồi, rất chi là nhỏ gọn và rất chi là rẻ. Em báo giá luôn cho các bác 160.000 bao gồm cước phí vận chuyển tới tận nhà cho các bác nhé. Laser mini. Rồi những cái mẫu thứ hai. Đây là cái mẫu laser con dán. Laser con dán này thì em có dây 11 và dây 20. Dây 11 thì nó sẽ lệch về một bên, dây 20 thì là nó sẽ là cân các bác nhé. Đấy, nên các bác nào mà muốn ý định mua laser con dán thì các bác có thể cân đối hai loại dây. Thì laser con dán này chỉ có tia đỏ thôi. Đấy, dùng thì hai quả pin. Mỗi lần dùng thì hai quả pin. Có hai công tắc các bác nhé. Laser này thì có hai công tắc gạt và công tắc bấm. Thì bác nào mà thích cái sự nhỏ gọn này, tiêm cực kỳ là mảnh thì các bác bán ban đêm thì các bác nên tham khảo cái mẫu laser con dán này. Tia thì rất chi là mảnh nhé, mảnh nhất trong các loại laser rồi. Đấy, cũng có hai lục cho các bác để chỉnh lên xuống sang trái sang phải. Thì laser con dán này em báo giá luôn các bác 250.000. Đấy, 250.000 bao gồm hết cước phí vận chuyển tận nhà cho các bác nhé. Đấy, laser con dán. Rồi, mẫu thứ ba. Đấy, laser đầu đạn. Laser đầu đạn này thì đang được các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều từ trước tới nay. Đấy, về thứ nhất là nó có ưu điểm là pin của nó là pin sạc. Pin sạc thì hết pin các bác có thể sạc trực tiếp bằng điện lưới luôn nhé. Đấy, sạc pin thì phụ kiện sẽ đi kèm đầy đủ hết cho các bác. Đây, sạc pin này, sạc này thì các bác có thể sạc được pin của cái đèn pin này cũng được này, sạc pin laser này. Đấy, sạc pin. Phụ kiện đi kèm loại này sẽ đầy đủ là kẹp dây này 11 dây 20 cho các bác. Dây 11 dây 20. Kẹp nòng phi 14, phi 16 cho các bác này. Đấy, các bác nào chơi, các bác mua một bộ này về sẽ đầy đủ hết cho các bác nhé. Các bác thích kẹp dây thì các bác kẹp. Các bác thích kẹp nòng thì các bác kẹp. Đi kèm sẽ có thêm một cái công tắc đuôi chuột. Công tắc đuôi chuột này là để các bác điều khiển từ xa nhé. Đấy, bác nào mà chưa biết dùng thì các bác có thể tham khảo, em sẽ hướng dẫn các bác cái cách dùng công tắc đuôi chuột này. Thì mẫu laser đầu đạn tia đỏ này cũng có chỉnh tâm lên xuống sang trái sang phải cho các bác đầy đủ hết. Thì em báo giá luôn cho các bác 260.000. Giá thời điểm hiện tại đã giảm cực kỳ là nhiều rồi. Ở thời điểm trước nó rơi vào khoảng 280-300, nhưng thời điểm hiện tại nó chỉ còn có 260.000 thôi. 260.000 bao ship tận nhà cho các bác, cực kỳ là hời cho các bác nhé. Đấy, tia đỏ bắn ban đêm. Còn tia xanh, bác nào mà chơi ban ngày thì các bác nên tham khảo cái tia xanh này. Tia xanh thì soi cực kỳ là sáng rồi. Đấy, ban đêm các bác soi cũng rất chi là ok. Đấy, rất nhiều bác đã làm test video test thực tế để kêu lỗ laser đầu đạn tia xanh ban đán bắn ban đêm rồi, cực kỳ là chuẩn xác các bạn. Thì mẫu tia xanh là đắt hơn một chút, thì bên em đang bán với giá là 300. Đấy, 300 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Thì đặc biệt cái laser tia xanh này, đấy, các bác chỉnh tia to nhỏ thì sẽ chỉnh ở trong này nhé. Đây, trong này nó có một con có một cái ngạch này để các bác đút cái tô vít vào, các bác chỉnh lên chỉnh tia to tia nhỏ nhé. Nhưng mà đa số khi các bác mua laser đầu đạn của bên em sẽ test hết cho các bác, những cái nào tia nhỏ thì em sẽ gửi cho các bác về nhà, thì các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, laser đầu đạn mẫu laser thứ tư. Đấy, laser to này thì các bác gắn côn đô FX thì cực kỳ là hợp rồi.
đấy, dây 11 này, kẹp dây 11, đấy, kẹp nòng thì kẹp nòng phi 18, đấy, laser to này thì chỉnh tâm lên xuống ở đây, các bác vặn cái con ốc này ra, các bác đút lục vào, các bác chỉnh xong các bác vặn vào, đấy laser này thì chống nhảy tâm cực kỳ là tốt ở cái mẫu laser này, thì em có cũng có rất nhiều video để hướng dẫn các bác đấy, chỉnh cái laser này chống nhảy tâm các bác nhé, đấy thì mẫu laser màu to màu đỏ này bên em đang bán cho các bác với giá là 300.000 bao gồm cước phí vận chuyển từ tận nhà cho các bác. Mẫu tia xanh bán 3 ngày. Đây em đã lắp sẵn rồi công tắc đuôi chuột vào đây cho các bác rồi. Các bác giữ này, laser sẽ sáng này. Nhả ra sẽ tắt này, giữ sẽ sáng này, nhả ra sẽ tắt này. Tiết kiệm pin cực kỳ các bác nhé. Đấy, mẫu này thì cũng là pin sạc, rất là tiết kiệm pin cho các bác. Các bác đi vừa lúc nào bắn này các bác bấm này thì dùng được cả ngày không hết pin rồi. Thì mẫu tia xanh em sẽ bán đắt hơn một chút, 330.000 bao gồm hết cước phí vận chuyển từ tận nhà cho các bác nhé. Mẫu cuối cùng em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là mẫu laser đại bàng. Laser đại bàng này thì tích hợp thêm đèn pin 2 trong 1. Bác nào mình củi mình chưa có đèn pin thì các bác cứ lấy laser này về. Laser này chỉ có kẹp dây thôi, đấy, có cả đèn pin, cả laser. Laser đại bàng thì cũng chống nhảy tâm rất chi là tốt rồi. Đấy, đèn pin thì soi 3-40m, 3 chế độ, vừa, mạnh và đuổi trộm nha các bác nhé. Thì laser đại bàng bên em đang bán tia đỏ với giá là 430.000 bao gồm cước phí vận chuyển từ tận nhà cho các bác nhé. Tia xanh bán ban ngày cho các bác. Đấy, tia xanh có phải bán được 3 ngày. Giá là 470.000 nhé, 470.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đấy thì em cũng đã giới thiệu từ những cái mẫu bình dân nhất tới những cái mẫu hàng cao cấp nhất cho các bác. Bác nào mà quan tâm có thể trực tiếp nhắn tin, gọi điện qua cái số điện thoại của em ở đây. Đấy thì đi vào cái nhân vật chính ngày hôm nay. Đây, là cái laser con rán này. Đấy, em full laser luôn cho các bác. Đây, giá là 250.000 các bác nhé. Đấy, em đóng hàng đi cho khách thì cực kỳ cẩn thận rồi, khách không nhận. Đây, khách chưa xem hàng thì em sẽ bóc ra, em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá này cực kỳ là rẻ nhé. Đây, đây, một cái laser con rán em sẽ gửi đi cho các bác nguyên đai nguyên kiện như này, không thiếu thứ gì. Đấy, bên em đã test hết rồi. Thì mẫu này em đang bán với giá là 250.000. Thì trong cái video này em sẽ để cho các bác với giá là 150.000 cho các bác nhé. Laser con rán màu đỏ 150.000. Đấy, 150.000 bao gồm cước phí vận chuyển tới tận nhà cho các bác. Đấy, cực kỳ là hời các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm nghe laser thanh lý 150.000 này, các bác sẽ trực tiếp nhắn tin gọi điện cho em. Đấy, sớm nhất thì để bên em chốt đơn cho các bác nhé. Thì một video của em đến đây cũng xin được kết thúc. Và hẹn gặp lại các bác trong cái video tiếp theo của em ạ.